Thời tiết nóng ẩm là điều kiện thuận lợi để các loài côn trùng phát triển mạnh. Do đó khi làm việc, vui chơi, dễ bị các tổn thương do côn trùng cắn, đốt. Các vết côn trùng đốt rất đa dạng nên khó phân biệt. Một số loại có thể gây nguy hiểm nên việc xử trí và phòng bệnh là điều cần thiết. Các loại côn trùng thường gặp: muỗi. Có rất nhiều loài muỗi ở khí hậu nhiệt đới. Một số loài chỉ đốt mà không truyền bệnh. Một số loại có lây truyền các bệnh như sốt xuất huyết, sốt rét. Dẹp. Thường ẩn náu ở các khe kẽ đồ vật trong nhà. Sau khi đốt thì chúng lại quay về nơi ẩn nấp. Bọ chét. Thường ký sinh trên vật nuôi trong nhà như chó, mèo. Bọ chét đốt người để hút máu gây bệnh sẩn ngứa. Ở Việt Nam thường gặp bọ chét chó và bọ chét mèo. Ngoài ra, bọ chét có thể là vật chủ trung gian truyền một số bệnh. Nhận dạng của vết đốt do côn trùng và cách xử trí. Tại vị trí côn trùng đốt thường viêm tấy đỏ. Giai đoạn đầu có thể quan sát thấy vết đốt ở giữa tổn thương. Sau đó tổn thương dần tạo thành một sẩn huyết thanh hoặc sẩn cục. Bệnh nhân hay bị đốt nên ngứa rất nhiều là vùng hở như là chi dưới, cẳng tay, mặt. Khi tắm bị đốt cả lưng, ngực. Sau khi bị đốt, để lại điểm châm kim rớm máu. Sau 5 đến 30 phút, nốt sẩn như nốt muỗi đốt, cá biệt sưng vù như bị ong đốt, ngứa. Sẩn tồn tại từ 3 đến 6 giờ, có khi từ 7 đến 10 ngày, càng gãi càng ngứa, càng nổi lên. Do gãi chợt ra nhiễm khuẩn, có mủ vảy tiết, khi lành để lại sẹo sẫm màu. Khoảng 10% sẩn dần dần cứng cộp, dày cứng thành sẩn cục bằng hạt đỗ, hạt ngô. Có khi các sẩn chi chít thành đám cộm lichen hóa, ngứa dữ dội, tiến triển dai dẳng. Tùy từng mức độ tổn thương mà xử trí khác nhau. Xử trí tại chỗ, sẩn ngứa ban đầu nhẹ, có thể năn nhẹ ra máu, chấm cồn iốt 1%, sử dụng dầu cao, sát lá ngải cứu vào nơi tổn thương, tránh gãi nhiễm khuẩn. Trường hợp nặng cần bôi kem, mỡ kháng sinh, corticoid nhằm giảm ngứa và đề phòng nhiễm trùng. Nhiều vết đốt có thể sẽ được chỉ định uống thuốc kháng histamine, corticoid liều thấp theo chỉ định của thầy thuốc. Nếu người bệnh có dấu hiệu dị ứng với nọc độc côn trùng như sốt, khó thở, nổi mề đay toàn thân, bệnh nhân cần được cấp cứu ngay tại cơ sở y tế. Lời khuyên của thầy thuốc: các biện pháp đơn giản sau đây có thể ngăn ngừa côn trùng. Người dân cần thực hiện nhất là về mùa hè, trong đó cần vệ sinh nhà cửa, đồ dùng, vật nuôi thường xuyên. Phun thuốc diệt muỗi, côn trùng trong nhà và xung quanh khu vực sinh sống. Có thể sử dụng các sản phẩm ngăn ngừa côn trùng đốt trên da. Khi đi du lịch, dã ngoại, cần che thân thể với quần áo, nón tất và găng tay khi đi vào khu vực có nguy cơ cao bị côn trùng đốt, cắn. Tránh dùng nước hoa và quần áo sáng màu để giảm nguy cơ bị ong đốt. Kiểm soát mùi hôi tại những buổi ra ngoại, rác là nơi có thể thu hút côn trùng. Tại gia đình và cộng đồng, cần vệ sinh. Tránh tình trạng các ổ nước ứ động sẽ là nơi thu hút muỗi. Duy trì tốt vệ sinh cá nhân và hộ gia đình. Thường xuyên kiểm tra và tiêu diệt bọ chét ở chó, mèo và vật nuôi trong gia đình.